Xin chào các bạn. Trong thời gian làm việc, tôi đã gặp nhiều bạn trẻ, nhiều khách hàng gặp những vấn đề về da như là da mỏng, yếu, khô, bong tróc, ngứa và thậm chí là viêm, nhiễm, rồi sắc tố da không đều màu. Thì sau khi tìm hiểu, tôi được biết là các bạn đó do mong muốn làm trắng da nhanh chóng để sử dụng những sản phẩm làm trắng da cấp tốc hoặc là những rượu thuốc làm khô da, bong da. Thì những sản phẩm đó có chứa những thành phần làm trắng da nhanh chóng mà chúng ta thường biết đến là corticoid. Thì corticoid trong y khoa, thuốc thoa để dùng để chữa tình trạng viêm nhiễm, giảm ngứa và có những cái tác dụng phụ như là mỏng da, teo da và trắng da nhanh. Thì các nhà sản xuất dùng những tính chất trắng da nhanh chóng như vậy để sử dụng trong những loại kem trộn, kem pha để đem lại hiệu quả nhanh chóng. Tuy nhiên sau một thời gian sử dụng thì các bạn sẽ bị mỏng da đi, teo da đi, và khi teo da như vậy, da dễ bị nhăn nè, rồi dễ bị nhạy cảm với ánh nắng mặt trời do không có hàng rào bảo vệ, da bị sạm nám và tình trạng viêm nhiễm, có những mụn mủ, mụn trứng cá xuất hiện ngày càng nhiều và trở nên khô và bong da và ngứa. Nếu mà các bạn biết là có hại mà các bạn ngưng sử dụng, tuy nhiên ngưng thì lại không được, ngưng thì lại ngứa, lại khô, khi thoa vô thì lại bớt ngứa, lại giảm, nhưng mà tình trạng viêm nhiễm lại tăng lên. Thì để giải quyết tình trạng đó, chúng ta phải cai nghiện corticoid, thì vì khi thế các bạn đang gặp cái tình trạng là nhiễm corticoid hay gọi là nghiện corticoid. Và trong quá trình cai nghiện thì trước hết các bạn phải giảm dần những tần số lần thời gian sử dụng và cái lượng sử dụng corticoid. Chúng ta giảm dần ra, chúng ta sử dụng rất là mỏng, thời gian 1-2 tiếng một ngày thôi và có thể 2-3 ngày mới sử dụng một lần. Và trong khi mà các bạn không còn ngứa nữa, không còn có tình trạng bùng phát do corticoid nữa hoặc là do tình trạng rượu thuốc nữa, thì các bạn bắt đầu chuyển sang cái giai đoạn là thanh lọc và thải độc cho làn da. Chúng ta thải loại corticoid ở trong làn da của chúng ta bằng cách ngoài các chế độ ăn uống, chế độ dinh dưỡng, uống nhiều nước ra, chúng ta có thể vệ sinh da mặt bằng những sản phẩm dịu nhẹ dành cho da nhạy cảm, không có chứa cồn, không có màu, không có mùi. Và chúng ta có thể xông hơi cho da mặt một tuần từ 2 đến 3 lần bằng những sản phẩm từ thiên nhiên dịu mát cho làn da như là chanh, mật ong, trà xanh, an toàn cho làn da. Và sau khi chúng ta đã cai nghiện corticoid rồi thì làn da chúng ta cũng rất là mong manh, nhạy cảm, rất khó sử dụng mỹ phẩm. Chúng ta cần phải cung cấp những dưỡng chất cho làn da. Trên thị trường có dòng sản phẩm Clear Midnight từ Hàn Quốc. Trong thành phần ngoài cúc la mã có tính chất là làm lành những tổn thương, ngay cả những tổn thương viêm nhiễm, đỏ da do corticoid, thì còn có thành phần là chiết xuất từ rau má, có tác dụng là làm lành những tổn thương, mau liền sẹo và hạn chế hình thành sẹo xấu. Ngoài ra còn có peptide là sản phẩm sử dụng công nghệ tế bào gốc, tác động sâu vào trong tế bào, phục hồi làn da và tái tạo làn da. Ngoài ra còn có tác dụng là chống lại quá trình lão hóa da. Chúng ta sử dụng bộ sản phẩm Clear Midnight theo các bước chăm sóc sau. Trước hết chúng ta sử dụng sữa rửa mặt dịu nhẹ, an toàn cho da nhạy cảm, đem lại cảm giác mềm, mịn, mát. Kế tiếp chúng ta sử dụng toner, tức là nước hoa hồng, có tác dụng là dưỡng ẩm cho làn da và làm giảm tình trạng viêm, tấy, đỏ, sưng. Để chuẩn bị cho làn da, chúng ta tiếp nhận tinh chất vitamin C với thành phần là 5% acid ascorbic, rất là dịu nhẹ cho những làn da mới sử dụng vitamin C. Và vitamin C có tác dụng là phục hồi lại những tổn thương do ánh nắng mặt trời, phục hồi lại những tổn thương lão hóa, làm chậm quá trình lão hóa, giúp cho làn da được săn chắc và làm sáng da, làm mờ những vết thâm nám. Tiếp theo chúng ta sử dụng đến tinh chất có chứa EGF. EGF là yếu tố tăng trưởng giúp cho làn da ẩm mượt, mịn màng, có độ căng bóng, đàn hồi, mịn màng và phục hồi lại những tổn thương cháy nắng, những tổn thương da kích ứng, làm dịu, làm mát làn da. Và tiếp theo chúng ta sử dụng đến dạng kem. Trong thành phần dạng kem có peptide. Peptide tác động sâu vào trong tế bào và làm phục hồi lại tế bào, phục hồi lại hàng rào bảo vệ da, làm đồng đều màu da. Trong thành phần có chứa niacinamide, làm cho sáng da và trẻ hóa da. Và đặc biệt là có những thành phần để làm chậm lại quá trình lão hóa, giúp cho làn da chúng ta căng bóng, mịn màng, xe nhỏ lỗ chân lông. Bước cuối cùng không thể thiếu là chúng ta sử dụng kem chống nắng. Chúng ta sử dụng kem chống nắng dịu nhẹ, dùng cho da nhạy cảm, an toàn. Đây là bước cuối cùng để chăm sóc làn da. Chúng ta theo những bước chăm sóc cơ bản như vậy với dòng sản phẩm Clear Midnight, những tổn thương do corticoid,
do rượu thuốc có thể được phục hồi và làm da chúng ta trở nên trẻ khỏe, đẹp hơn. Cùng lúc chúng ta chăm sóc làn da cho bên ngoài bằng những sản phẩm cung cấp dưỡng chất cho da, êm dịu dịu nhẹ cho làn da nhạy cảm, chúng ta cần cung cấp dưỡng chất từ bên trong. Chúng ta cần có một chế độ ăn uống cân bằng hợp lý, rau xanh, uống nước, rau củ trái cây nhiều, chất đạm, bổ sung đầy đủ để cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh. Khi mà cơ thể chúng ta khỏe mạnh, làn da chúng ta cũng khỏe mạnh và tăng sức đề kháng, có thể bảo vệ làn da chống lại những tác động bên ngoài, ô nhiễm từ bên ngoài môi trường và những tác động của ánh nắng mặt trời. Cuối cùng, chúng ta không quên cái phần bảo vệ làn da của chúng ta. Bảo vệ làn da chúng ta bằng cách sử dụng kem chống nắng. Kem chống nắng chọn những sản phẩm dịu nhẹ, an toàn và dùng cho làn da nhạy cảm. Và chúng ta có thể sử dụng những biện pháp khác để bổ sung thêm, là chúng ta đội nón, là đeo khẩu trang, mặc áo khoác khi mà đi ra ngoài. Thì tất cả những biện pháp đó nhằm bảo vệ làn da chúng ta, phục hồi làn da chúng ta để duy trì một làn da khỏe, đẹp, sáng, mịn.